Để tiếp tục, Nam Anh kính mời quý vị theo dõi Tiếng Nói Cử Tri với Jackie Bông. Jackie Bông xin kính chào quý vị. Đối phó với một kẻ thù tối nguy hiểm, len lỏi trong một vòng trời vô tận, cả thế giới loài người đang sợ hãi, phải đương đầu với siêu vi trùng vô hình bay trên không gian, lẫn lộn trong mây gió, tấn công vào hơi thở của con người. Loài người không có vũ khí hoàn hảo nào để phản kháng lại nổi, ngoài việc tự rửa mình cho sạch sẽ, tự cách ly ngăn ngừa COVID-19 nhập vào thì có thể còn sống sót. Giữa tháng 3, đã có hơn 200.000 người bị nhiễm và hơn 8.000 người tử vong trên toàn cầu. Chưa kể, cả triệu người có thể bị nhiễm mà chưa lộ diện. Sau 6 tuần lễ chậm trễ hơn vụ coronavirus tại Vũ Hán xảy ra, không thiết kế những biện pháp y tế cần thiết để đối phó với tệ nạn đó, làm gần 5.000 người bị lây nhiễm tại Hoa Kỳ, thì nay, Tổng thống Trump chấp nhận ban hành tình trạng khẩn trương quốc gia State of Emergency trong ngày 13 tháng 3, sau khi thị trường chứng khoán sụt thê thảm xuống tận 3.000 điểm. Tổng thống tuyên bố chi ra 50 tỷ Mỹ Kim tiền kích thích giúp cả triệu nhân viên bị nghỉ việc và bảo lãnh bailout giúp tiền cho các công ty kinh doanh và các xí nghiệp không bị phá sản, cũng như viện trợ xét nghiệm tất cả miễn phí. Tổng thống cũng trích ra 1 tỷ Mỹ Kim tặng cho mỗi gia đình 1.000 Mỹ Kim giúp họ mua sắm đồ cần thiết và trả lương 2 tuần lễ cho người được nghỉ bệnh. Nhưng vì các biện pháp ngăn ngừa được quyết định trễ hơn các quốc gia khác, cho nên khẩu trang, máy thông hơi, dụng cụ thử nghiệm như mổ thuật và cả ngàn phòng ốc trong nhà thương không được chuẩn bị đầy đủ để cung cấp cho cả triệu bệnh nhân nếu COVID bùng nổ sâu rộng trong dân chúng theo luật số mũ Exponential Number, con số nhân lên cho cả 100.000 rồi đến cả triệu người bị liên lụy. Nhân viên y tế cũng không có đầy đủ người để đối phó với trường hợp khẩn cấp này. Trong bầu không khí lo ngại nhiễm độc lẫn nhau, cuộc bầu cử sơ bộ bên đảng Dân Chủ vẫn tiếp tục như mỗi thứ ba trong tháng. Cử tri vẫn can đảm xếp hàng, đứng chờ đợi để bỏ phiếu tại ba tiểu bang Florida, Illinois và Arizona. Ông Joe Biden thắng 1.180 phiếu, còn ông Bernie Sanders nhận được 884 phiếu. Tin vui cho ông Biden lẫn lộn đến tin buồn là bệnh nhân COVID càng ngày càng leo thang, đến hơn 6.000 vụ nhiễm bệnh tại Hoa Kỳ và hơn 100 người đã tử vong cùng trong ngày bầu cử 17 tháng 3 nói trên. Jackie Bông xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thịnh Đốn tối nay đến đây là chấm dứt. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến xin email về washingtondc@sbtn.tv. Nam Anh kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Kính chúc quý vị có một buổi tối an vui và hạnh phúc bên người thân và